Đù, này chuyên nghiệp dữ ha. Sợ chứ sao. Ngạn lâu rồi, ngạn có kinh nghiệm. Bữa nay cho hai em nha. Hết thấy được về luôn. Này hay lên tài dữ lắm rồi đó. Ừ. Ủa sao bữa nay anh ngủ hai đêm mà sớm như vậy? Bữa nay cuối tuần thứ bảy, với lại anh làm hồ xin nghỉ nửa buổi chiều. Làm hồ sướng với em, muốn nghỉ nào nghỉ à? À, lãnh lương mà. Bữa nay chơi sớm đi, cái ngày mai chủ nhật mình nghỉ xả hơi. À, mà em mở cái máy lạnh lên cái để một hồi nó nóng dữ À, lắm. dạ. Ê, mà anh đang mới lĩnh lương hả? Ừ. Nói trước nghe, lần này tiền bạc ban sòng phẳng nha, không có như lần trước nghe, nợ 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 Ờ, nợ. mệt quá, từng ngày anh lãnh được 3,6 triệu, lo vậy chút xíu to cho nước xị Đã nhiều hiểu nổi. lòng cũ. Chết. Ủa mà chơi có ba đứa không gì đó hả? Cứ ngủ Không đi mai nữa không? không không ba đứa mình nè. Có anh nữa. Ủa cái gì vậy anh? Anh nói có ba đứa mình, ai mới nói chuyện vậy? Anh đâu biết đâu, có chỉ ba đứa mình à. Anh nè, cho anh hỏi cái này là gì chồng? Dạ cái dĩa. Dĩa rồi. Một trai hai gái vô phòng làm gì chồng? Dạ tụi em ngồi cái chuyện đời xưa. Đúng rồi anh, đúng rồi, đúng rồi. Cái chuyện ngày xưa làm gì mà nhảy dữ vậy? Tụi em học lớp, học À, lớp, học lớp, học lớp học đúng lớp. không? Học lớp mà sao anh vừa mới bước vô anh nghe cái gì nhạc sập sình sập sình. Trời ơi, bây giờ anh không biết gì trơn. Bây giờ á ai đâu mà đi học lớp ở trong phòng, trong quán cà phê nữa anh. Bây giờ người ta học lớp ở trong phòng không mà. Bắt nhạc lên đẳng em nhảy nhịp điệu. Thôi em đừng có gan gì gì Đâu thiệt mẹ, tôi em nhảy nhảy nhịp nhịp điệu điệu cha gì cha anh. cha Ừ. nè. Hát hát gì nè. Hai em đừng có biện minh, anh biết đây chảo sao anh biết trơn rồi. Biết gì cũng hỏi chi mà tao. Đây nè anh, gờ anh còn chuyên nghiệp hơn tụi em. Dạ anh bắt nhiều lần lắm rồi, dạ cái dĩa còn nóng nữa nè. Có anh thiệt, hỏi thiệt nha, dạ cái này em chơi lâu chưa? dạ mới chơi đây à. Ủa đâu phải anh, cái này là tụi em mới dọn ra thôi chứ tụi em chưa lâu rồi. Anh đợi là mới dọn ra là anh bắt luôn á. Đúng là đạo lý gì đấy, đúng không? em không phải, không phải gì anh, không phải là sự thật đâu, tại vì em thấy anh với em run lắm đó lộn. À đúng rồi, gung á, gung nhiều khi gung đó là cái sự thật đó. Bà đậu với này tiếng nhất. Chơi mấy này anh thấy tốn kinh phí lắm rồi, lấy tiền đâu anh chơi cho mày. Dạ bữa nay thứ bảy cuối tuần rồi em làm hồ mới lãnh lương á, rồi em đủ mấy ngày mới chơi. Cũng chịu chơi quá ha, Dạ làm hồ mà một mình căng hai em luôn. Đâu có tiền mà chơi gì mà chơi. Thôi thôi anh không có nói chuyện nhiều không với có tụi em anh, không có anh, em nói anh nghe này nè, cái này là ngủ thiệt em, anh hỏi thiệt em cũng trả lời thiệt là hai đứa em đang đi ngoài đường đó, nhưng mà thật ra là có quen biết, có số điện thoại là nhắn tin rồi. Ủa? Đang đi ngoài đường tự nhiên nhắn tin kêu vô chơi nè, thì em chạy lên chơi luôn chứ không biết gì đâu. Đang đi, đang đi đi ngoài ngoài đường đường không có nhắn nhắn tin thì đó, đang đi ngoài đường tự nhiên nhắn tin rồi thấy có kẹo chơi gì em nhảy lên chơi luôn chứ là đâu biết gì đâu. Nói chung là cuối cùng là hai tụi em cũng chơi chưa, chơi chưa chơi gì chơi, mới đem ra chưa chưa làm chơi. Cho anh nhận Dạ đúng luôn. rồi chưa. Thôi bây giờ về trả test đi rồi biết Anh chơi không chơi. Thôi hả, cho tụi em không có tha được, đi về về trả đi. Anh em không có liên quan anh gì trơn á, thằng cha này nè. Nãy giờ em nói anh nghe này nè, nãy giờ anh hỏi mấy em nhiều rồi, anh cho em hỏi anh lại một câu được không? Rồi hỏi gì hỏi đi. Ai báo cho ba anh biết tụi em chơi không dưới đây? Trời ơi, báo cái gì, anh nói thiệt với tụi em nghe, người khác nhiều khi anh bắt không được nhưng thằng Chảo có nhiều bài làm hoài. Ông nội này gì này ha, ông nói nghe kính, hôm nay chơi kính là ông cố nội này nè. Báo anh bắt nó đi, anh khai cho tụi em, tụi em không có chơi gì chứ, nó rủ tụi em gõ gàng. Nó có nhiều bài hả? Anh nói cho tụi em nghe nè, chuồng chuồng bãi thấp thì mưa, bãi cao thì nắng, bài phòng thì 2 đến 7 năm. Đi về trả đi. Ủa anh mà mấy em lỡ tái phạm lần đầu người té không có mấy em được về không anh? Thì lên trả thì người tính. Anh tha cho em đi anh. Dẫn mấy em về luôn đi. Trời.